Hôm nay đông hội mà nộp mà vương ủn ơi mà về lá trồng cái mương của anh đã ủn thương anh xa anh đoàn chơi anh chào anh xa anh đoàn anh chào ủn thương đã hay ủn mang tin na về la đưa đi dùng chung vui có phương có bạn đều rơi về la thăm hơi vậy nga xin chào yến mạng gia đình của nhà thì hôm nay rửa bàn ơi về là rồi mà đi dồn thăm gia đình ủn ỉnh ủn na mang gia đình thấy vui nông vậy nga ơi ngày xuân xin chào các bạn ta mừng hôm nay nhiều dồn cây mương quê ra giờ bàn nhiều là mương các bạn thì mong hôm nay dùng cái mương cho hay cưng là bạn ơi bạn ơi đây dùng mương hôm nay mang thương cái mương là già là giàu là hôm nay mà câu lạc bộ hát mương về ẩn nghĩa anh chàng hôm nay gài ngã ơn na lá mà con gài xa mương xa phương về đi đón hồi bàn mương quê đại ngã quê hướng ân nghĩa đình khỏi mà chốt nhớ nồng mở chỉ ùn lê an trung đôn răng chẳng mi giỏi ngã ùn về la ma đón hồi mà ngày mày hình mặn như cây thì mặn ơi là thương ơi hình trao ơ cây ùn xa mường ở xa thủy tiếng chuông bàn vương nó cứ anh à ơi là ùn nó hơi ùn về la mà
khỏi quê em nhớ ôn nhớ làm ôn ơi đỡ lại đừng quên nàng em ngoài nga nó thì thời thủ chi hảo chúng đi đỡ cho thường u na ve la thăm đất a dũng a mưa thăm quê dũng quá nói mương chờ đỡ chờ mùa hi ni a mới nắm chùa nằm mà chuồn kể thuộc cái nhớ con em nắm mà khổ đã giờ đi ngơi xin là chào các bạn mọi mường ngủ mà đây vì là dùng đất mương quê tôi ra hay bạn ơi bạn về mương khỏi chứ anh nhớ hùng bao nhiêu tình cam chín đừng quên nhau hòa đi hay bạn ơi anh ngày đáng hồi hạt mương véo đi các bạn hạt thiêng mương giao lưu có ngày bạn ơi lời thương thiêng nhớ ban ơi bao nhiêu ký niệm hà thôi trao nhau cùng giữa bạn ơi con cài xa hương Ah.
biển ngõ xe các nó y chính ra dầu. Xin chào các bạn chờ buồn phương hôm nay vì là dùng đất mường quê ngã đại Omani vì là ni đang hội chờ hạt đá mường xin chúc chờ cả bạn đất mường yên vui đại bạn nga ni a thay nha so cha lầm chờ đẹp phá nông bên chờ má cửa có rung ăn leo đại bạn ơi bên át lòng đã có chờ tu tường hình ni chờ thấy đẹp nhật cường hôm nay rồi bạn ơi xa ngang băng bạc bún ơi anh nghĩ kia đẹp nhờ cả đời là hỏng ngài bạn nó ơi bốn bên có bốn chờ có na rung nhện xuất làm mong bà na cô nhớ lô cô lại ngày đi nắm xuân khắp đỉnh chờ rồi xin chúc các bạn gia đình yên vui cô hãy ngày đi đền thăm kia đẹp mà thật mơ tha bước chân bao ngò thật là mang ửa ra giờ bạn ơi ngò hết nơ chớ khương lại tình ngơ nhà cờ là câu gục mít vườn nơ cả trên nhà tuổi ra giờ bạn ơi nhà mình nga mà sốt nhà làm mà chờ đẹp mơ nồng là bên có cái chạm mơ rung ăn lèo ra giờ bạn ơi đến nhà kia làm mà chờ ứa nôn ê ngà măng thao ở dùng đỡ cũng vui chung ra giờ bạn ơi xin mời cho các bạn lên nhà đưa mình vẫn nghe đỡ mà hỏi thăm mà nhau về giờ bạn ơi thế là đi với bạn ơi đi lên đều ngâm hạ thôi cho hay ra giờ bạn ơi đi lên xin mới lễ ngã hết gạc ngã man đi
bao bạn chàng bao nhà mà ngồi chơi với hay bạn ơi. Bao nhà mà dùng vậy bạn ơi, đỡ mình đều có vài lời thăm nhau về giờ bạn ơi. Bao nhà mà thấy đẹp lấy ở lưng còn cũng là mai chạm ruộng ăn lèo ra giờ bạn ơi. Ngõ kia mà thốt lầm chờ bạn ơi, đưa mình đều ngắm hà thời cho hay ra giờ ổn hơn thì mình đã bước vào nhà xin mời tất cả mình mà ngồi chơi ra giờ bạn ơi. Sợ nó mà khéo chứ cả nôn đáng càng xuất lầm cũng đôn mang ửa đại bạn ơi. Đồ chua chiếng đục cả chứ chiếng đôn bên vai có cũng kẹp à nẹn hà đông thật hay đa bàn à ơi. Thuyền thì đã kín chữ ngoài vang đã hoa đã lạt nhà san quê hương đa bàn à ơi. Mong rằng các bạn chú mà nay có đi phải nhờ kể ngày gặp nhau cùng hai ngày ni
Xì na chú ca em mặn chợt long nha bất sang năm mười chà na hoa nè má vui đại bạn ơi. Chú ca hê ta ca ca bạn chờ hà ta mương à nhà nó ý đẹp à sức khỏe à bình ngã thương như xưa cùng hãy ngày ni cảm ơn à nhà mày chờ chia na hình à đứa tí này xin ghi nhớ bạn ha mê ngó quên đại bạn ơi. Cách đăng ký kênh Người Mường TV 2 trên điện thoại di động của mình, các bạn vào ứng dụng YouTube. Trên mục tìm kiếm của YouTube, các bạn gõ chữ Người Mường TV 2. Tiếp đến các bạn bấm vào tìm kiếm ở quay trang. Và đây là kênh Người Mường TV 2 xuất hiện. Trước khi đăng ký, các bạn có thể xem một số video ở bên dưới. Và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó các bạn chia sẻ và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký màu đỏ. Bởi đây là kênh của tôi nên là không xuất hiện cái hình quả chuông. Nếu mà máy điện thoại của các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ xuất hiện cái hình quả chuông ở bên cạnh chữ đăng ký màu đỏ. Các bạn bấm vào đấy để được nhận thông báo những video mới nhất. Chỉ như vậy thôi, rất đơn giản, các bạn đã đăng ký xong kênh Người Mường TV 2 và các bạn có thể trải nghiệm các video mới nhất của kênh. Xin lưu ý với các bạn là không nên đăng ký qua Facebook, bởi vì thường thường kênh Người Mường TV 2 sẽ được chia sẻ trên Facebook và các bạn có thể xem trên đấy qua YouTube, nhưng mà đăng ký ở trên đấy thì là sẽ không đăng ký được, bởi vì nó đòi đăng nhập bằng Gmail. Cho nên các bạn có thể phải vào trực tiếp ở trên YouTube trên thoại di động của mình và làm theo các bước hướng dẫn như lúc nãy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chia sẻ.